Ok và hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Vuông Minh Kho TV nha. Và mình lại là mình Minh Vuông TV đây. Thì hôm nay thì mình xin cảm thì trước hết thì mình xin cảm ơn các bạn đã bình luận yêu cầu mình làm nhiều video kiểu như là đổi trái nhiều hơn ấy. Thì mình cảm ơn các bạn đó rất nhiều luôn đã góp ý cho mình luôn nha mọi người. Nên là hôm nay mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của những bạn ấy, là có bạn yêu cầu mình là đổi trái ice đi để combo cho nó dễ mọi người. Nên là video hôm nay mình sẽ đổ sang trái băng để PvP nha mọi người. Cái bạn đó thì cũng động viên mình để mình đổ con trái ace dễ combo để lượm được bounty ấy. Kiểu nó cũng bình thường ha, mình cũng biết combo ace kia khá hiện tại mà mình đang dùng trái ghost này. Ghost mình combo cũng khá là ổn thôi chứ không có gọi là tốt lắm. Mình dùng cái ghost của mình rồi cái đinh baga để kết hợp với combo nha mọi người. Nếu mà các bạn thấy cái combo God của mình chưa ổn á thì mình sẽ các bạn cứ bình luận ở dưới comment á, mình sẽ đổi trái khác nha mọi người. Hoặc là các bạn góp ý cho mình nên thêm cái vũ khí nào để mình gọi là mình thêm vào đó nó tích combo nó hoàn thiện không nha mọi người. Chứ gì có khuyến rủ mình một với một rồi nè. Có Buddha này, God này. Ok, có bạn rủ mình là một với một. Thanh niên ấy dùng mochi mọi người, mình cũng hơi rén rồi. Ủa sao che nắm được? Mình sao vậy, sao che nắm được ta? Nãy thanh niên này kêu mình là mình một với một đâu ta? Dexter God, Dexter God 4M bounty. Không vâng, 4M bounty. Oh my god, ở kia cần như có một cái đám BBB mọi người, mình xíu qua đó quen hai kem mình xíu qua mình sang thử chắc là một bản nước mọi người hay là gì đấy, mình sẽ lại nó chắc không phải nước mọi người, anh đi là mình nước. Cái hụt mọi người, cái mẹ nó còn bị lát nữa kìa. Không vô. Giải phóng linh hồn. Thôi thằng cái Leo Bát này đâu ra vậy? Ui tư. Ơi chưa kịp làm cái gì bị Leo Bát nó săn luôn. Ồn quá. Trở lại mất luôn cái chiêu lục quanh nó đủ của mình rồi. Quỳ cái này có tộc nó vốn. Mày bữa này là mình hết hồn muốn biết lên bắt đâu liều với chúng tôi, mình tin với chúng tôi, liều với chúng tôi bữa này cũng nổ tay mọi người về bốn rồi nha. Thanh niên này gây sự với mình trước mà mình có làm gì phiên như thế đâu. Mình còn mấy thứ hai nữa mày lo gì? Simon Rainbow Session. Yên tâm, mình còn mấy thứ này. Yên tâm luôn. Này, biến đi chúng tôi, biến đi chúng tôi. Biến đi chúng tôi, 13k bounty nha mọi người. Mình combo boss cũng khá là ổn thôi. Nếu mà các bạn thấy combo của mình chưa đủ hoàn chỉnh á thì cứ góp ý thoải mái cho mình để mình thêm, để mình thêm nhiều cái trận đánh hấp dẫn cho mọi người xem nha. Như là biết gì bắt điều của chúng tôi. Ui, một bước vì rất sân rời ly. Giờ mình đang tập với bốn mà sợ gì, tập với bốn mà. Đây, thanh niên này nếu mà ám sát mình thì mình sẽ lại gọi là show guitar một phát rồi. Dính nè, dính mất lại. Yeah, 13.000 bounty lần thứ hai nha mọi người. Combo Ghost của mình cũng thấy là ổn thôi nhưng mà nó không có chưa có được tốt lắm, mình kể theo mình cảm nhận là như vậy. Nếu các bạn nào thấy combo Ghost của mình chưa ổn thì có thể cho mình nhiều ý kiến cho mình làm mình nhiều cái nha. Như điển hình là thanh niên này nè như. Dạ không biết đâu.
Ủa sao đưa mình đi đâu vậy? Người đấy bị giục giục không? Nghe, 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 nghe. Thanh niên này trình còn non đó mọi người. Kiểu nó thuộc bị khích tướng sẻ. Mày, rồi rồi, không có phần tưởng tự nhiên. Ủa mình có làm gì đâu mọi người. Nhưng không có phần tưởng, what the. Ấy nó kêu mình là spam đó mọi người. Mà mình nói thiệt là mình không có spam, các bạn có thấy mình spam chỗ nào không? Nó nói mày thấy nghi là sao nhờ? Ở đọc đấy. Thanh niên 4M gạ mình solo hồi nãy cũng bảo là kia mọi người. Thanh niên bá đó không phải đâu rồi. Trời ơi, tự nhiên ba mẹ mình hát karaoke nên là hơi ồn ấy. Em ra đóng cửa cho mình hai em. Combo này. Tự nhiên không có phần thưởng. Tôi có sự bê gì đâu ba. Tự nhiên cái combo này nó có bị sao. Mình cảm thấy nó khó chịu quá rồi. Ai mà đây. Mày gì. Rồi mình phí cho bốn mình ra trên chiến nha mọi người. Chiến bốn ra trên chiến. Ôi cúp điện rồi mọi người, cúp điện. Cúp điện rồi. Rồi xong.